Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Tuấn nhé. Hôm nay thì mình có nhận được cây Xiaomi A2. Cây này thì đã bị vỡ mặt kính ở phía dưới thôi. Mình tiến hành thao tác mở ốc vít ra thôi. Cây này thì anh em chỉ cần mở hai con ốc vít ở phía dưới, xong rồi lạy cái kính nó ra là nó tự ra bình thường thôi. Đây là cáp màn hình của nó. Cái này thì anh em ép lại kính thôi nhé, chứ không phải là ép cảm ứng đâu. Cảm ứng đi chung với màn thôi. Cái này thì anh em chỉ cần tách cái màn ra khỏi bộ khung màn thôi là được. Đấy, ok, chấm xăng và tách ra dần dần thôi. Cáp nó nằm phía dưới thì anh em chú ý với cái cổ cáp nó là được. Mình tiến hành bỏ lên đế nhiệt, mình cắt loại bỏ kính vỡ ra. Keo của nó thì cũng bình thường thôi, không có gì cả. Keo lột dễ dàng, nhanh gọn lắm. Anh em cứ lột ra, từ từ bình tĩnh đó là được. Mình tiến hành lột keo và vệ sinh lại màn cho nó sạch sẽ nhé. Đấy, rồi nắp vào trong khung của nó này. Ok, lau chùi hết lại các cái keo ở viền xung quanh đi cho nó sạch. Nắp dán keo lại là một lần ăn một thôi. Keo này thì anh em lấy 530, anh em lau là nó tự sạch thôi, nó tự hết thôi. Rồi, vô keo vào kính lại này. Rồi, ok. Nếu bạn muốn đảm bảo thì anh em hấp cái keo đến 1 phút thôi là đẹp. Rồi, khi hấp xong thì mình bỏ ra, mình vào màn luôn nha anh em. Ép xuống là đảm bảo 1 ăn 1. Ép xong thì mình hấp. Bỏ qua quá trình đấy thì mình dán keo B7000 vào cái khung của màn. Keo B7000 thì dán rất chắc nên là anh em không cần phải lo lắng nhé. Mình gắn lốt sườn lên là được. Ok, bắt ốc vít đầy đủ này và test lại anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé.